rồi. Kiếm gà chứ kìa. Còn đây kiếm cá lớn hả? Hàng về. Hàng về. Từ từ, xúc miệng. Tối xài còn là dính. Quay chưa? Nặng nha. Quay lại cái này đưa đang trực tiếp lên cho đàn tí giờ. À 2 kg. Để vô hành cái không biết. Tết mẹ ra mát rồi. Mấy? Hả? Còn dưới không? Còn dưới lụt mẹ. Mày xuống được không? Nghe vô mẹ. Đâu đâu. Cuộn này thuốc có ba tám hả? Thuốc như vậy lao rồi sẽ tha lại chứ không nó mực thuốc. Quay vô nhanh luôn đi chứ để mất cái. Hàng về bạn ơi. Có cá rồi nha. Cái đỏ. Đưa lên xịt lên cây chứ phải. Còn cá đó. Cái thứ con ba lớn hả? Đó là cái đầu tiên nha các bạn. Hôm nay mình đi 60 km câu cá ở đập Sông Rai nha các bạn. Nay đi với lại mấy hai bạn câu đài nè. Được rồi, cái đầu tiên nha. Ok. Sáng giờ mới có cá bỏ vỏ nè. Vỏ chưa khui luôn. Đó, mở ra. Chỗ này gốc cây nhiều lắm các bạn à. Ok. Rồi. Hàng về.
Rồi. Con cho nữa các bạn ơi. Con cho thứ hai nha các bạn. Cá ở đây cho cỡ này không à. Cái bự hiếm lắm. Ok, con thứ hai nha. Không tính hết rồi. Tính hết rồi. Hồi sáng tao lội rồi, bây giờ để dừng ngấy lội. Xíu nữa mày lội. Giờ nó mới đều cái đồ. Ê con này kìa. Đụng. Ôi trời ơi. Này coi thẳng coi. Con nó tao á. Hàng ơi. Cái từng vướng cái nha, to kéo xiết luôn. Quất. Nó quấn lưới chết nước mà sao mình quấn không dính ta. Tới một mái bộ. Đó con nó cũng to mà. To. Nó to. Dép hả? Dép. Đâu đỏ. Nó to. Nó kiếm lá. Có đâu. Bạn con lúc đầu bạn con có hai à. Đúng. Bạn con đầu tiên. Cái cái các bạn ơi. Cái này tung một cái này cũng trọng. Cái luôn rồi. Trọng cái kia. Ừ. Con cỡ tí. Ba con nha các bạn. Đây chiều kiếm mày chục con, 20 con cho đỏ. Đấy là tiền vốn. Chứ hồi nãy tới tới thu tiền vé các bạn ơi. Ba thằng hết 150.000. Này. Con thứ ba nha các bạn. Ok. Bực hệ.